Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái website thời trang TV Shop. Thì bữa hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần slider carousel ở đây. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm ở đây. Đầu tiên thì tôi cũng vô cái đồ Z của tôi và tôi sẽ mở cái trang index lên và tôi sẽ tiếp tục viết code. Bữa trước thì tôi đã tạo ra cái section showcase và tôi cũng đã tạo ra cái phần menu sidebar ở đây. Thì bữa nay tôi sẽ tiếp tục xuống cái khối này và tôi sẽ viết style cho cái phần slider carousel ở đây. Thì tôi sẽ thêm cho nó cái chỗ div này, thì tôi sẽ thêm cho nó cái class là column small 12. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ lên trình duyệt và tôi sẽ đi vô cái trang web bootstrap. Tôi sẽ vô cái trang web bootstrap này, chỗ này tôi sẽ chọn cái version 3.3.7. rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi vô cái mục javascript chẳng hạn, và tôi sẽ đi xuống cái mục là carousel này. Đó, thì ở đây nó có một cái slider carousel mẫu. Tôi sẽ đi copy cái đoạn code mẫu của nó rồi. Đây. Đây là cái đoạn code mẫu của nó. Thì tôi sẽ đi copy cái đoạn code mẫu này rồi. Và tôi sẽ paste nó đây. Rồi tôi sẽ căn chỉnh lại cho nó. Tôi sẽ chọn cái khối này và tôi nhấn phím tab để tôi căn chỉnh lại cho nó. Đó, như vậy là tôi đã căn chỉnh lại cho nó như vậy. Rồi tôi cho save. Rồi tôi sẽ đi refresh để trình duyệt xem cái trang của tôi như thế nào rồi. Đó, thì cái slider của tôi hiện giờ nó như vậy. Thì tôi sẽ đi viết style để chỉnh cho nó. Thì cái bên cái div ở trên này thì tôi sẽ thêm cho nó cái class là block main slider. Tiếp theo thì ở mấy cái chỗ mấy cái thẻ img này, cái thuộc tính src thì tôi sẽ chọn tới cái email của tôi ở trong cái folder email của tôi. Rồi folder img logo này thì tôi đã có một số cái hình như banner này, banner 01, banner 02 này, thì tôi sẽ chọn cái chỗ src này, tôi sẽ chọn tới cái tên hình của tôi. Tôi sẽ chọn vô cái folder img, rồi img logo, rồi tiếp theo thì sẽ là cái tên hình. Thì ở đây tôi sẽ copy cái tên hình này vô như là banner 01. Tôi sẽ copy cái tên hình vô đây. Rồi ant tôi cho là banner 1 chẳng hạn. Rồi tiếp theo là cái mục div có cái class là bằng carousel caption này, đó là mấy cái thông tin mô tả cho cái hình banner của tôi. Tôi chẳng hạn như tôi sẽ cho nó thêm cái thẻ H3 chẳng hạn. Ví dụ như tôi thêm cho nó cái title mô tả là new product chẳng hạn, hay là hot product chẳng hạn. Rồi ở dưới thì tôi sẽ thêm cho nó cái thẻ P để mô tả chẳng hạn. Như chỗ thẻ P này thì tôi sẽ thêm cho nó là ví dụ như là action for beautiful girl chẳng hạn. Rồi dưới này thì tôi cũng copy cái tên hình này và tôi sẽ xuống chỗ này và tôi thay thế cho nó thành banner 02 chẳng hạn, tôi sửa lại thành banner 02, và cái ant này thì tôi cũng sửa lại thành banner 2 chẳng hạn. Cái các caption thì tôi cũng copy hai cái dòng code này xuống luôn. Rồi cái chỗ dấu ba chấm này tôi bỏ đi. Rồi chẳng hạn như tôi đi cho save, rồi tôi đi refresh để trình duyệt chẳng hạn. Đó, thì bây giờ nó có hình banner như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi muốn thêm cho nó một số cái hình banner nữa, cho số cái hình banner nữa thì tôi sẽ copy chỗ này xuống. Rồi tiếp theo thì chẳng hạn như tôi có cái hình banner 3 này. Đó, thì tôi chỗ này tôi sẽ sửa lại thành banner 3 JPEG. Rồi cái chỗ này tôi sẽ thành banner 3. Rồi chỗ này sẽ thành banner 4.
Kênh 304 này có đuôi là JPG, chỗ này tôi cũng sửa lại JPG. Rồi cái ANT tôi cũng sửa thành 304. Rồi tiếp theo thì cái chỗ này tôi sẽ thành 305. ANT tôi cũng sửa thành 305. Đó, thêm 305 của tôi đây. Rồi. Thì ở trên này nó có mấy cái data size to 12, tức là nó dùng để mà khi mà đó là mấy cái hình hình mấy cái item này này đây, đó mấy cái đó là khi chúng ta đích rồi thì nó sẽ chọn cái hình của chúng ta đang chọn. Thì ở đây thì tôi có 5 hình nên tôi phải copy cái chỗ này xuống cho thêm vài hình nữa. Chỗ này tôi sẽ sửa thành 3, chỗ này tôi sẽ sửa thành 4. Thì tôi ở đây tôi có tất cả là 5 cái email đó. Rồi tôi vô save. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi phép lại trình duyệt. Đó thì bây giờ tôi đã có 5 cái hình nhưng mà cái của nó thì chưa có được. Cái hình thứ 5 thì nó chưa có thì tôi sẽ đi kiểm tra lại. Banner 05. PNG đúng rồi. À cái banner 05 thì tôi sai mất ở chỗ này. Chỗ này tôi phải sửa này, cái dấu gạch ngang như vậy. Để cho sai. Rồi tôi đi phép lại trình duyệt. Đó, thì bây giờ nó đã có các hình banner như vậy. Và các chiều cao của cái hình này thì nó chưa có đều nhau và cái style nó chưa có đẹp. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn viết style cho nó. Bữa trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn viết style ở trong cái trang homepage này, trang home.css này. Thì đầu tiên thì ở đây thì tôi có một cái class là log main slider này. Tôi sẽ copy cái tên cái class này và tôi sẽ viết style cho cái class này. Tôi sẽ viết ở đây. Tôi sẽ viết ở dưới này. Đầu tiên thì tôi sẽ cho nó cái mặt top. Tôi sẽ cho nó cái mặt top. Và tôi cho là 20 pixel. Rồi tôi sẽ đi cho sạch. Rồi tôi sẽ đi defect lại trình duyệt. Đó thì nó đã căn lại cái mặt top cho tôi như vậy. Rồi tiếp theo thì bên trong nó thì tôi lại có cái class là Caracel. Tôi sẽ viết style cho cái class này. Class Caracel thì tôi sẽ cho nó cái margin nét. Tôi sẽ cho nó cái margin nét để nó cách cái phần menu sidebar ra một chút nữa. Tôi cho là chẳng hạn như là 15 pixel. Rồi tôi sẽ đi cho size. Rồi tôi defect lại trình duyệt. Đó thì nó đã càng lại cái mặt hình nét của tôi như vậy. Rồi tiếp theo thì bên trong thì tôi lại có cái class ở bên dưới này, tôi có cái class là Caracel Inner này. Tôi sẽ viết style cho cái class này. Caracel Inner này thì bên trong nó thì nó lại có cái bên trong nó thì nó có cái thẻ IMG. Thì tôi muốn viết chỉnh style chiều cao cho cái thẻ IMG này. Tôi sẽ gọi cái thẻ IMG ở đây và tôi sẽ cho nó cái height là bằng 500 pixel. Rồi tôi sẽ đi cho save. Rồi tôi đi phép lại trình duyệt. Rồi đó thì bây giờ nó đã thay đổi như vậy. Đó, cái chiều cao của nó đã bằng nhau, của cái tấm hình nó đã bằng nhau rồi và trông nó đã đẹp rồi. Đó, như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn làm xong cái phần slider Caracel. Thì bước tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần section service. Ví dụ như ở trong cái trang web của tôi. Ví dụ như ở cái trong cái phần trang web của tôi thì ở chỗ này nó có cái phần mà có mấy cái title như vậy. Thì bữa sau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần section này. Nó gọi là cái section service. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm ở bước tiếp theo. Rồi tiếp theo nữa thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần slider hot product này. Thì bữa nay tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi tiếp theo.